Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Báo 24 giờ. Cảm ơn quý vị, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn quan tâm ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc cho quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật tuyệt vời, thật ý nghĩa khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Thầy Pop vỡ hòa tìm được người thay thế Văn Hậu ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam sẽ đến Thái Lan tham dự giải U23 châu Á mà không có đoàn văn hậu. Đó là điều không thể thay đổi. Giờ là lúc huấn luyện viên Park Hang Seo đưa ra những phép tính cho sự thay đổi nơi hành lang cánh trái của U23 Việt Nam. Dù huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhiều vả bầu hiển vào câu lạc bộ Hà Nội, thì sau cùng, Đào Văn Hậu vẫn sẽ ở lại Hiroven. Thực ra điều này là hợp lý. Văn Hậu có quá ít thời gian để chứng tỏ mình với đội bóng Hà Lan sau giai đoạn liên tục phải trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam và tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Giờ là thời điểm để cầu thủ người Thái Bình nỗ lực vì giấc mơ châu Âu của mình. Tất nhiên, sự thiếu vắng mang tên Đoàn Văn Hậu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của U23 Việt Nam trong suốt hai năm qua dưới triều đại của huấn luyện viên Park Seo. Vị trí hậu vệ trái dường như bất di bất dịch với sự lựa chọn số 1 mang tên Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ sinh năm 1999 này trẻ hơn rất nhiều đồng nghiệp, thế nhưng thể hình tốt, chiều cao khủng, cùng khả năng phán đoán tình huống thông minh, bọc lót tốt khiến Văn Hậu trở thành cái tên quan trọng bậc nhất các đội tuyển Việt Nam, từ đội tuyển quốc gia đến U23, U22 Việt Nam. Tuy nhiên, vòng chung kết U23 châu Á 2020 không thuộc hệ thống của FIFA và việc Hiroven không nhả người là điều cần phải chấp nhận. Một câu hỏi lớn với huấn luyện viên Park Hang Seo trước giờ lên đường sang Thái Lan, đó là ai sẽ thay thế Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái của U23 Việt Nam. Trong tay thầy Park lúc này vẫn còn khá nhiều cái tên có khả năng chám vào vị trí mà ngôi sao trẻ của Hiroven để lại. Ứng viên sáng giá nhất là Đỗ Thanh Thịnh, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đang là sự lựa chọn số 2 sau Văn Hậu ở U23 Việt Nam. Thanh Thịnh gây ấn tượng mạnh ở khả năng hỗ trợ tấn công biên tốt với những quả tạt chuẩn xác cho các tiền đạo. Song khâu phòng ngự của anh không được đánh giá quá cao khi thường xuyên bị đối phương khai thác vì mải mê dâng cao. Sau đó, huấn luyện viên Park Seo cũng có thể tính đến phương án mang tên Nguyễn Hùng Thiện Đức. Cầu thủ này có ưu điểm là thuận chân trái, cũng sinh năm 1999 như Văn Hậu. Thực tế là ở V-League 2019, Thiện Đức cũng có một mùa giải tiến bộ vượt bậc cùng với câu lạc bộ Bình Dương. Ưu điểm của Thiện Đức là chơi nhiệt huyết máu lửa, song hạn chế lớn là thể hình khá kiêm tốn. Điều này khiến Thiện Đức có nguy cơ thất thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi với các cầu thủ có thể hình tuyệt vời tại giải U23 châu Á sắp tới. Trong diện quy hoạch của huấn luyện viên Park hang Seo vẫn còn cái tên Dụng Quang Nho, cầu thủ thuộc bên chế Hoàng Gia Lai cũng đang là phép tính của nhà cầm quân Hàn Quốc trước giờ lên đường đến Thái Lan. Trong trường hợp cần thiết, U23 Việt Nam vẫn còn một phương án không hề tối khác là Hồ Tấn Tài, người có thể chơi tốt ở hành lang cánh trái như những gì anh đã thể hiện ở SEA Games 30. Nếu Tấn Tài ra trái, Tân Binh Đặng Văn Tới hay Trương Văn Thái Quý đều có khả năng thay thế vị trí của người đồng đội ở đường biên đối diện. Theo lịch thi đấu vào ngày 10 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận gia quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán U23 Jordan vào ngày 13 tháng 1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 16 tháng 1. Huấn luyện viên Thái Lan chịu áp lực ngàn cân trước giải U23 châu Á 2020 Huấn luyện viên Akira Nishino đang chịu sức ép cực lớn trước vòng chung kết U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên Akira Nishino đang chịu sức ép cực lớn trước vòng chung kết U23 châu Á 2020. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 khởi tranh từ ngày 8 tháng 1 tới tại Thái Lan là sân chơi quan trọng của bóng đá châu Á, bởi đây đồng thời cũng là vòng loại Olympic. Với việc được thi đấu trên sân nhà, U23 Thái Lan đang nhận nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng ở SEA Games 30, người Thái cũng bị loại từ vòng bảng, cộng thêm thất bại tại AFF Cup 2018 và đang mất lợi thế ở vòng loại World Cup 2022. Bóng đá Thái Lan rõ ràng khiến người hâm mộ thất vọng. Còn nhớ sau SEA Games 30, làn sóng chỉ trích huấn luyện viên Akira Nishino và U23 Thái Lan lên rất cao. Nếu tiếp tục phải nhận thất bại ở giải U23 châu Á 2020, cơn giận dữ nhắm vào thầy trò ông Nishino càng dữ dội. Bởi vậy, không nói ai cũng hiểu, nhà cầm quân người Nhật Bản đang chịu vô vàn sức ép. Thậm chí một vài nguồn tin từ Thái Lan còn khẳng định, tương lai của ông Nishino phụ thuộc vào việc U23 Thái Lan thi đấu ra sao ở giải đấu sắp diễn ra. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Thái Lan nằm ở bảng A cùng Iraq, Bahrain và Úc. Liên quan tới tuyển U23 Thái Lan, huấn luyện viên Nishino đã công bố danh sách 33 cầu thủ chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong danh sách này có thể thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc và vừa cùng U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 30 như Superchai, Superchop, Sovanat hay Citychop. Ngoài ra hai cái tên Pentavis và Deeromap đều đang thi đấu cho các câu lạc bộ nước ngoài cũng gây chú ý đặc biệt. Pentavis 19 tuổi, sinh ra tại Thái Lan và hiện đang khoác áo câu lạc bộ Fulham thi đấu tại giải Championship của Anh. Travis từng có tên trong danh sách sơ bộ, song lại không được huấn luyện viên Nishino chọn đi Philippines. Còn Kevin Draman là hậu vệ sinh ra tại Thụy Điển, từng ăn tập tại Werder Bremen của Đức và cũng từng khoác áo đội U19 Thụy Điển. Toàn tính của thầy Park và huấn luyện viên Nishino. Năm 2018, vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Đông Nam Á có 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Thái Lan rơi dụng ngay sau vòng bảng, Malaysia vào tứ kết, còn Việt Nam vào đến chung kết. Năm 2020, vòng chung kết U23 châu Á chỉ có 2 đại diện của Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan chủ nhà. Huấn luyện viên trưởng đội U23 Thái Lan, ông Nishino, đã nêu mục tiêu giống với huấn luyện viên hang Seo, tức có vé đi Olympic Tokyo 2020. Mục tiêu này cụ thể là nằm trong top có huy chương, trường hợp chủ nhà Olympic 2020 Nhật có huy chương giải U23 châu Á, thì vào bán kết là có vé dự Olympic. Chia sẻ với báo chí Thái Lan, huấn luyện viên Nishino lên tiếng. Ngoại trừ Nhật và Hàn Quốc gia, gặp các đội còn lại tại vòng chung kết U23 châu Á, Thái Lan đều có thể đánh bại. Thái Lan ở bảng A cùng Úc, Iraq và Bahrain và mục tiêu đầu tiên là phải có tấm vé vào vòng tứ kết. Thái Lan sẽ tính toán cho từng vòng đấu. Trong khi đó, bảng B có Nhật, Qatar, Arab Saudi, Syria, Qatar và Nhật cực mạnh, nhưng huấn luyện viên Nishino muốn Thái Lan gặp Qatar hơn nếu có vé vào tứ kết. Tương tự như thế ở bảng D, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng muốn Việt Nam lên ngôi đầu để có thể tránh được Hàn Quốc, có khả năng nhất bảng C rất cao. Huấn luyện viên Park Hang-seo không nói ra, nhưng có lẽ ông cùng quan điểm với huấn luyện viên Nishino rằng, ngoại trừ hai đội Nhật và Hàn Quốc, thì Việt Nam cũng có thể đánh bại được các đối thủ khác. Hồi ASEAN 18, ở bán kết, Việt Nam đã thua đội bóng đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo 1-3, Giải đó, Hàn Quốc huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tấm huy chương vàng. Ngay cả ngôi sao thế giới Sean heung Min đang chơi cho Tottenham cũng được Hàn Quốc đưa về thi đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn các đội Việt Nam trải nghiệm với cả Hàn Quốc tại ASEAN 18 và tuyển Nhật ở tư kết ASEAN Cup 2019, nên ông thừa hiểu khó đánh bại họ như thế nào. Trước mắt, công việc của huấn luyện viên Park Hang-seo lẫn huấn luyện viên Nishino đều đang cật lực, toan tính là làm sao cho đội của mình có mặt ở tư kết đã. Bởi một thực tại khác là hầu như vòng chung kết U23 châu Á này, đội nào cũng muốn săn vé đi Olympic nên ai cũng ngấm ngầm những toan tính. Vòng chung kết U23 châu Á 2020, kênh Fox Sports bình luận bằng tiếng Việt. Toàn bộ các trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ được tường thuật trực tiếp trên Fox Sports. Các trận đấu của U23 Việt Nam sẽ được Fox Sports bình luận bằng tiếng Việt gửi đến người hâm mộ. Dù chỉ là giải đấu của U23, nhưng việc áp dụng VAR cho thấy Liên đoàn bóng đá châu Á rất quan tâm đến chất lượng của giải đấu này. Áp dụng VAR. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ là giải đấu thứ hai mà Liên đoàn bóng đá châu Á AFC áp dụng công nghệ VAR. Trước đó AFC đã lần đầu tiên áp dụng VAR tại Asian Cup 2019 ngoại trừ Nhật Bản, 15 trong tổng số 16 đội sẽ cạnh tranh gắt gao cho 3 tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Để chuẩn bị cho điều này, AFC đã tổ chức 6 khóa học và hội thảo kể từ tháng 3 năm 2017, đảm bảo các quan chức trọng tài điều hành các trận đấu của châu Á, có thể thực hiện các tiêu chuẩn và giao thức và cao nhất. Các trọng tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã được đào tạo theo các tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt do hội đồng liên đoàn bóng đá quốc tế đưa ra. U23 Jordan và U23 Arab Shoot. được biết hôm qua 22 tháng 12, cả U23 Jordan và U22 Arab Shoot đã đặt chân đến Malaysia để bắt đầu cho chuyến tập huấn kéo dài đến ngày 3 tháng 1 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Họ sẽ có một trận đấu thử nghiệm đội hình ngay trên đất Malaysia trước khi bay sang Thái Lan. Sở dĩ họ chọn tập huấn ở Malaysia vì cho rằng khí hậu nơi đây khá giống với Thái Lan, địa điểm tổ chức giải. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Jordan sẽ nằm chung bảng D với Á quân U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Dẫn dắt U23 Jordan chính là huấn luyện viên trưởng Ahmed Al-Khatir, 51 tuổi, từng là người hùng trong thành công đưa U20 Jordan Giành quyền tham dự giải U-20 World Cup năm 2007 tại Canada. Hai trận đấu gần đây nhất, họ có trận hòa một đều và một thua 0-1 với U-23 Syria. Trong đội hình U-23 Jordan, có những cầu thủ chất lượng như tiền đạo Omar Hani Ismail hiện đang chơi cho đội bóng nổi tiếng Apoel của đảo Sip. Các tiền vệ Bashem Jedoum De hay Musha Antamari là những cầu thủ đang được các câu lạc bộ AS Roma Bertis hay Fiorentina theo đuổi bấy lâu. Khác với ông Panzer, huấn luyện viên trưởng Ahmed Adel Kader đã sớm mập công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ có mặt tại Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video hay nhất, mới nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Nhật Báo 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.